Vừa qua tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cùng các hộ dân trên địa bàn huyện tổ chức đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển, năng suất sinh khối và khả năng chống chịu sâu bệnh trước biến đổi khí hậu của giống ngô lai đơn VS201 trong vụ xuân 2023. Giống ngô lai đơn VS201 do Viện Nghiên cứu Ngô Nghiên cứu Lai tạo đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận lưu hành từ tháng 12 năm 2019. Giống ngô được trồng thử nghiệm trên diện tích 2.000 m2 tại bản Thống Nhất, xã Bình Lư. VS201 có giá giống thấp hơn so với các giống ngô lai nhập khẩu từ 60 đến 70.000 đồng 1 kg, có thời gian sinh trưởng từ 95 đến 115 ngày, thích ứng rộng, có bộ lá xanh bền đến tận khi thu hoạch. Khi canh tác thực tế trên đồng ruộng đã chứng minh giống có khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt, đặc biệt là sâu đục thân và sâu keo mùa thu lên đến 95%, nên bà con không phải mất chi phí để phun thuốc phòng trừ. Mặt khác, mặc dù là vụ đầu tiên trồng giống ngô mới trong điều kiện thời tiết không thuận lợi từ khi đầu vụ mưa ít, hầu hết các trà ngô trên địa bàn huyện đều kém phát triển. Tuy nhiên, giống ngô VS201 vẫn phát triển khỏe. Đặc biệt hơn là mỗi cây sinh trưởng hai bắp với độ đồng đều cao, hạt ngô dạng đá bán răng ngựa, màu vàng sáng đặc trưng cho năng suất sinh khối 8,4 tấn một hecta, cao hơn nhiều so với các giống ngô khác. Đây là giống triển vọng sẽ được theo dõi đánh giá chính xác nhằm bổ sung vào bộ giống chủ lực đưa vào gieo trồng đại trà trong các vụ sản xuất tới của huyện Tam Đường.